Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 16 tháng 10. Công an cảnh báo lừa đảo từ mời đầu tư chứng khoán. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư chứng khoán qua quỹ đầu tư Sequoia Việt Nam. Đáng chú ý trong số này có nạn nhân bị lừa gần 16 tỷ đồng. Để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư tài chính, chứng khoán online, không làm theo những hướng dẫn, mời chào của các tài khoản cá nhân, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram, không xác thực danh tính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định pháp luật. Thêm đề xuất gỡ vướng cho thị trường bất động sản. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Văn phòng Chính phủ vừa chuyển thư kiến nghị của ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Ngân hàng Quân đội, tới Bộ Xây dựng để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản. Trước đó, trong thư gửi Thủ tướng, ông Thái cho rằng hai trung tâm lớn nhất cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất khan hiếm nguồn cung nhà ở do nhiều dự án gặp khó khăn kéo dài. Trong khâu cấp phép, việc triển khai dự án bị chậm hoặc phải dừng dự án do vướng mắc pháp lý kéo dài. Sự mất cân đối cung cầu dẫn tới hệ quả giá nhà liên tục tăng và neo ở mức cao. Do đó, ông Thái đề xuất Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội số mét vuông nhà ở xã hội và nhà ở thương mại hàng năm, coi đây là chỉ tiêu quan trọng để hướng tới cân bằng cung cầu thị trường. Đồng thời, yêu cầu các địa phương có quy trình, thủ tục phê duyệt dự án rõ ràng, công bố thời gian phê duyệt từng khâu. Các dự án ven đô cần có quy hoạch và đầu tư quyết liệt để mở rộng không gian hai thành phố. Đối với đề án đầu tư 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cần thống kê cụ thể nhu cầu người dân từng địa phương, tránh đầu tư ồ ạt, thừa cung ở từng địa phương. Bộ Xây dựng, các bộ và địa phương cần thống nhất, giải thích rõ tiêu chí người được mua nhà để tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở. $7,5 tỷ nhập khẩu thép, chủ yếu từ Trung Quốc và Nhật Bản. Tin tức từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2023, lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam đạt 9,3 triệu tấn, trị giá $7,53 tỷ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Nhật Bản. Chiều ngược lại, Hiệp hội Thép Việt Nam thống kê 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đạt 7,72 triệu tấn thép xây dựng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu đều giảm lần lượt là 20% và 12,9%. Nhiều doanh nghiệp thép đã thua lỗ. Chẳng hạn, doanh thu công ty cổ phần thép Vicasa Việt Nam Steel quý 3 năm 2023 giảm 18% so với cùng kỳ năm trước và thua lỗ gần 3 tỷ đồng. Công ty cổ phần thép Thủ Đức Việt Nam Steel giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 491 triệu đồng. Dù vậy, các doanh nghiệp dự báo thời gian tới sẽ là giai đoạn phục hồi, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chưa bùng nổ ngay lập tức. Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị phương án tăng sản xuất, huy động vốn đảm bảo tài chính cho bước dài hạn sắp tới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo Trung Đông bên bờ vực thẳm. Ngày 15 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Hamas thả tất cả con tin và kêu gọi Israel cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza, đồng thời cảnh báo Trung Đông đang bên bờ vực thẳm, theo hãng tin AFP. Ông Guterres nói, Gaza đang cạn kiệt nước, điện và các nguồn cung cấp thiết yếu khác. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirullahian cảnh báo Mỹ sẽ chịu thiệt hại đáng kể nếu cuộc chiến ở dải Gaza chuyển thành một cuộc xung đột lớn hơn, theo đài Al Jazeera hôm 15 tháng 10. Ông Amirullahian nói rằng thông qua các đồng minh của Israel, Iran đã gửi đi thông điệp tới nhà nước Do Thái là nếu họ không ngừng cuộc tấn công ở Gaza, Iran không thể tiếp tục là quan sát viên. Số người chết trong xung đột Israel-Hamas tăng lên ít nhất 3.850. Hôm 15 tháng 10, Cơ quan Y tế Palestine cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào dải Gaza đã khiến ít nhất 2.450 người thiệt mạng, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày cho biết hơn 1.400 người thiệt mạng ở Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.